Ok, ở bên dưới nó còn từ là surround này con. Surround. Để cô viết lên đây. Sao nó lại bị mất chữ nhỉ? Không thấy không? Surround. Đọc cho cô nào. Surround. Surround. Đây là bao quanh. Được chưa? Bao quanh. Được chưa? Bao quanh. Ê, ừ. Bao quanh. Nhi vào vợ đi con. Vâng. Ok, tốt. Tiếp nha. Nào, bây giờ con làm bài này cho cô. Làm bài này đi. Trong bài này thì con sẽ decide which college would be the most suitable for each person. Hãy xem là trường đại học nào thì phù hợp nhất đối với mỗi bạn học sinh, mỗi bạn sinh viên. Được chưa nào? Nào, con làm bài này cho cô. Làm đi con. Làm nhanh lên. Vâng.
Xong chưa con? Con đang là hầm. Ok. Nhanh con. Nó đi. Hơi hơi dài. Khó à con? Vâng. Chứ không ngồi đọc con chả tìm được cái nào là cái nào luôn ấy. Thế á? Thế tìm được mấy cái rồi? Con đang khoanh bùng hết nhưng mà con chưa tìm được cái nào. Tí nữa. Chưa tìm được cái nào? Thế cứ làm nốt xem 2 phút nữa xem có tìm được cái nào không nhá. Tìm được cái nào thì cô chữa cái đấy, hôm sau cô sẽ chữa nốt này chứ nào.
Đó là cái túi giấy. Cô lên lại cô. Nó bị nhảy đấy. Nào, không phải là được câu nào cô sẽ chữa câu đấy nhá. 18 giờ cô phải đi rồi. Nào, câu số 6 nào. Câu số 6 con chọn gì? Con chưa tìm được. Cô số 6 con chưa tìm thấy á. Thế cô chỉ con này. Nào, cô chỉ cách làm con nhá. Con find keywords rất tốt. Business study and English. Con tìm trong các trường này, trường nào cung cấp khóa học business and study English. But business studies and English. Khóa học nào con? Đây thì con keyword, find the keyword cũng tốt này. Sao lại không nhìn thấy? Là hát, thấy chưa? Được chưa? Thế vậy, Marta won the course in business study and English. Được chưa? Thì nó sẽ là H thôi. Bởi vì có mỗi trường H này là cung cấp cái khóa học tiếng Anh về kinh tế. Rõ chưa con? Rõ chưa? Được chưa? Và thứ hai, starting in September. Ở đây nó có là classes run from September. Chính xác luôn. Đúng chưa? Phù hợp luôn. Được chưa? Tiếp theo là one click which will organize visits. Cung cấp cả những cái chuyến đi của cái cuộc hành trình nữa. Được chưa? Trips arranged này. Những cái chuyến đi này được sắp xếp to place of interest đến những cái nơi mà học sinh, mà sinh viên thích. Thì đây. Muốn một cái trường đại học và cung cấp những cái chuyến đi mà cô ấy có thể thấy, cô cảm nhận được Britain, xem được, tham quan được nước Anh, thấy chưa? Đây là cung cấp chuyến đi theo ý thích của sinh viên. Thấy đáp án chưa? Thấy dễ chưa con? Thấy chưa con? Ok. À, tiếp theo, câu 7 tìm được chưa con? Vâng. Câu 7 con tìm được chưa? Đàn. Con chưa tìm được à? Vâng. Con thế cô chưa. Cô chưa mẫu cho con câu 6, câu 7 nhá. Nào, câu 7. Since want to attend classes for a few hours a week in July so that he has plenty of free time to visit the countryside. He want to stay in a city with a family. Thì con hãy tìm xem là Jin muốn tham gia một cái lớp học một vài tiếng một tuần vào tháng July là tháng mấy? Tháng 7. Đúng, chính xác, tháng 7. Nên là anh ta có rất là nhiều thời gian. Vì thế nên anh ta có rất là nhiều thời gian để tham quan vùng quê. Anh ta muốn tham quan vùng quê nhưng anh ta lại muốn sống ở trong thành phố với gia đình, hiểu chưa? Thế con nhìn đây thấy. Yeah. Cái trường đại học này nó situated, được đặt tại thành phố và gần sông. Được chưa? Anh ta muốn sống ở He want to stay in the city, muốn sống ở thành phố cùng với gia đình. Vâng. Được chưa nào? Course in English run all year. Ok. Này, đây, tiếp theo. We will arrange accommodation with an English family. Chúng tôi sẽ sắp xếp nơi ở với những cái gia đình. Gia đình. Được chưa? With, con thấy chưa? He wants to stay in a family, with a family. À, sorry.
in a city with a family. Thấy phù hợp chưa con? Vâng. Ok, được rồi, về làm nốt. Tối chủ nhật học lúc 7 giờ được không? À học lúc tối chủ nhật học lúc 8 giờ được không con? Được không? Để cô nhắn cho mẹ. Được nhá. Để chưa nốt bài này và làm cô sẽ gửi bài tiếp theo cho con. Được chưa? Rõ chưa con? Rõ chưa Hoàng? Chúng ta mới chuẩn bị bài này đúng không? Ừ, về chuẩn bị nốt bài này. Được chưa? Được. Và còn lại bao nhiêu thì chuẩn bị bài tiếp theo. Được chưa? Cứ làm theo sức của con thôi, đừng cố quá. Được chưa? Nhưng mà phải chăm chỉ. Được chưa? Rõ chưa con? Vâng. Ok, được rồi. Bye bye con. Cô phải đi về quê đây.